Dữ tặng. Con tặng ba hả? Dữ tặng. Wow. Đi làm trong có tiền tặng ba. Hấp dẫn nghe. Cảm ơn. Thánh kêu, thánh kêu con mất. Cái. Oh. Em gần lại cái. Đẹp nghe. Không biết trong màu gì. Mở đi à, biết. À, mở sao đây? Ba thích màu gì cho anh? Ba thích màu hồng. Vậy hả? Mở nghe. Mở khui à. Hồi hộp nha. Ghê wow. Ghê quá. Ghê quá. Coi kìa thằng kia nó đứng nó nhìn kìa. Rồi. Được con gái tặng quà đồ ha. Hồi hộp. Này chắc tối nay nghỉ ngủ quá. Cái này chắc ôm, có ôm luôn. Chà, màu xanh. Ồ, màu xanh. Cái này cái dây vậy hả? Ồ, không biết trong này sao, thấy hấp dẫn luôn, nha, đẹp nha. Đâu, thử coi. Các bạn bên đây. Cúi đầu. Cái này tôi gọi là đập hộp đúng không? Đập hộp à. Đó. Để trong cái ủa sao làm như thế, cái mặt nhỏ hơn cái mặt của Trâm Anh đang đeo hay bằng Trâm Anh hả? Lớn hơn. Wow. Đẹp không? Tao chỉnh ngay, chỉnh cho mở nguồn mở đồ lên rồi lên coi. Hàng lấy cái dây để coi cái dây phải không? Dây gắn dây. Cái chuyền đó cái chuyền tổ không? Làm nhỏ cái đường mở cho quá lính quýnh rồi, quá trời cái lính quýnh, quá mừng quá mừng hết cái đường mở qua Mỹ mấy năm con gái mới tặng mình cái đồng hồ đó nghe, mà mới nữa thành ra là nó hơi bị bất ngờ, mới nữa rung tay rung chân nào giờ không có đâu. Tánh kêu trời ơi, mới đây uống hết nguyên một ly rồi con. Thò lấy nhân trâu nha anh. Sao? Đó. Rồi, mở nguồn này kia đồ lên đây. Apple quá. Vô thử luôn coi. Để mở lên thôi. Làm hồ cũ dục lắm. Hồ cũ liễn. Đem bay đem anh. Trời ơi, không phải cho ba, tặng ba nó đeo đàng hoàng. Trời ơi, thằng Trâm Anh đang đi đâu mà nó không đeo đàng hoàng. Đúng không? quá lòng cộng rồi. Có nằm trong vậy nè. Không, ba phải cộng ra đây. Xanh này đậm hơn xanh của Trâm Anh ha. Đúng rồi. Sao sọt vậy? Sọt vậy rồi ba mới đóng cái nút này được. Buông ra. Nè, vậy cái này nó gọi ra đây sao? Nó gì nè? À, nó có cái nút. Đó giờ đâu đeo đồng hồ. Đúng rồi. Đó giờ đâu có đeo này đâu phải không Trâm Anh, lần đầu hả Trâm Anh? Lần đầu tiên. Gặp con còn nữa. Ừ vậy đó. Tự đeo con nè, cái mặt ra. Thôi luôn coi. Sao không thấy ai xem ta? Gì này người ta cũ. Ồ, đúng rồi nha. Để đây lô lên. Mà gắn cái chuối xuống. Đúng rồi, bây giờ ta xô xô lên cho mọi người thấy, gắn cái gì mà ôm một nè. Trời ơi, thật ơi. Có đeo đồng hồ phải không? Cái gì phải không? Tướng đeo đồng hồ kiểu mới. Sao không? Đưa cái phía bên này qua bên đây. Đây đổ mấy anh ơi, con làm gì nữa. Đây sao câu chá? Ba phải đặt ngược cái mặt còn lại nữa không? Mà sao? Cái dây này qua bên này phải không? cái mặt ba đeo bên này.
cái mặt này nè. Cái này chắc làm clip hài được à. Clip hài quá. Clip hài rất xuất sắc à. Như một vậy ra đồng hồ. Cái gì này đúng rồi nè. Đó, ok. Ok chưa? Được rồi hả? Được rồi hả? Được đó. Phải không? Đây. Cài đặt này kia đồ. Cái này phải tới khi mà bồ á cho nó làm lại nữa. Làm gì không? Nó set up vô cái cây. Mình tự làm. Hả? Mình tự đồng bộ nó với cái điện thoại mẹ mà mình cậu. Đó, mình tự làm. Mình tự làm được ba chiếc cặn cài cái kia về xong rồi kèm nó vô thôi. Dạ. Cái đồng hồ mới mình cũng hay lúa mình nó. Tí mobile chứ. Anh Hà đi. Ủa, sao nó lâu vậy? Nó phải chạy lâu lắm. Đẹp không con? Đẹp không anh? Đẹp không? Mình muốn cái không? Ồ. Quá im. Cái này mình nó không có thích biết sao không? Chơi game không có được. Cái gì này hơi nó lạnh hơi động. Cái nào chơi game được mình nó mới thích. Ủa chứ cậu đeo cái nấc nấy rồi. Cậu đeo nấc cuối cùng luôn hả? Cái này mà lấy cái nhỏ. Ồ vậy hả? Cái nhỏ hay cái bự? Khoan để coi. Ủa là nó tới hai cái y vậy hả? Ồ vậy là mình đổi qua cái này đi cầm anh. Em gì? Nó cho mình hai cái hả? Đúng rồi, lúc nào nó cũng có hai cái cho. Em nhiều khi cái tay mình bự á. Đó thì chị không có đeo đồng hồ nên chị không có thôi. Ngon ha. Ủa có ai vô coi nè nha. Quá em. Có ai vô coi ở phòng đập hộp nè nha. Thấy có một người mà không biết ai nên live stream này không biết nhìn đâu ra. Nó chỉ là cầm hai cái máy nè. Trời. Lấy phải. Chưa. Lấy phải. Ủa nó gài bằng cái nút đó vậy đó hả? Đây cái này mình mới mình hơi lộn cộng. Ta nãy ta thấy gì gọi kêu bạn gì ngồi dắt cái giò lên mới đeo được cái đồng hồ đó. Thấy đúng không? Vậy nè, nói với đeo gì. Đó, này hơi chìm chút. Đây hả? Mà nấc máy, cậu đeo nấc máy. Nấc thứ ba. Uh-huh. Nấc thứ ba. Vậy sao cậu không giãn ngang nút đi? Giãn ngang nút đi mới coi sao ha. Ai cho con lấy cái máy? Ok. Okay. Nó có cho mình dây sạc không? Có cho mình. Đây, quên đi khám phá luôn. Đi vậy con. Để đi nha. Đây, dây sạc. Dạ. Cái mình đi đâu cái mình sạc y vậy đó, mình đi toàn tay bằng tay giống như cái bình nước tiểu vậy đó. Kêu nha. Kêu. Sao nó không có tự tin biết thôi. Này chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong cạc hả? Đẹp. Đối với cậu thì chắc chắn là phải đẹp rồi đó. Rồi đẹp rồi. Rồi xong. Xong nha, kết thúc nha.